Em yêu quý, hôm nay thầy sẽ trình bày phần tiếp theo của chương trình vật lý lớp 11. Thì buổi hôm trước thầy đã trình bày cho các em về cái thuyết electron và các em đã biết cách để vận dụng cái thuyết đó giải thích cái sự hình thành của các cái điện tích, đúng không? Em đã biết là một cái vật làm sao nó tích được điện, khi nào thì nó tích điện dương, khi nào thì nó tích điện âm, đúng không? Và đặc điểm của điện tích đó là bội số lần E, trong đó E là hằng số điện tích nguyên tố. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày sang một cái định luật cực kỳ quan trọng. Đó là định luật thực nghiệm, đó là cái định luật về tương tác giữa hai điện tích, gọi là định luật Coulomb. Định luật này do một cái nhà khoa học người Pháp, đó là Coulomb, phát minh ra vào năm 1784. Và về sau cái lực mà ông ấy phát minh ra được gọi là lực Coulomb. Thì đây là tranh vẽ thôi, vì cái ảnh thật của cụ thì giai đoạn đấy là không có, em biết là chưa có máy ảnh, đúng không? Thì khi trường hợp mà Coulomb đã nghiên cứu nó liên quan đến tương tác giữa hai điện tích, thầy ví dụ như ở đây thầy có điện tích Q1 và Q2 và đây là hai điện tích dương, ví dụ như vậy, thầy vẽ cái màu của nó là màu đỏ như thế này. Thì trước đó người ta đã có cảm giác về điện tích rồi và người ta đã biết là hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Ví dụ như ở đây có hai điện tích dương thì khi nghiên cứu thì người ta có cảm giác nó đẩy nhau, đúng không? Thử thôi là biết. Và bây giờ hai điện tích âm, thầy từng ký hiệu bằng cái màu xanh da trời đây, thì hai điện tích này cũng cùng dấu, cho nên thực tế người ta cũng thấy là nó đẩy nhau. Đấy. Và bằng cảm giác thôi, không cần đo đạc gì cả. Và nếu như là một điện tích dương và một điện tích âm là trái dấu, dương âm, thì người ta sẽ thấy là nó hút nhau bằng cảm giác. Như vậy thì ở đây nó chỉ là một cái hình thức nhận thức tiền khoa học, tức là nhận thức bằng cảm tính. Vậy thì làm thế nào để mà có thể khảo sát được và xây dựng được cái biểu thức của lực F nó phụ thuộc vào điện tích Q1, Q2 như thế nào và khoảng cách giữa hai điện tích R này ra làm sao? Thì Coulomb đã phải xây dựng một cái hệ thống các cái bài nghiệm. Ông đã nghiên cứu, ít nhất ông đã làm là 3 cái thí nghiệm như này. Bây giờ các em thấy chẳng hạn như có hai cái điện tích Q1, Q2, trường hợp này thầy vẽ cho trái dấu đi, khoảng cách R thì nó sẽ tương tác với nhau bởi lực F21 và F12, đúng không? Quy ước là F21 là lực do 2 tác dụng lên 1, còn F12 là do 1 tác dụng lên 2. Và đây là lực tương tác, cho nên theo cái định luật 3 của Newton thì các em biết hai lực này là có độ lớn bằng nhau và ngược chiều nhau. Có nghĩa là độ lớn của nó là F12 sẽ bằng F21 và bằng F, thầy gọi nó là F nhé. Và bây giờ muốn nghiên cứu cái F này thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là ta thay đổi cái quy và chúng ta đo, chúng ta sẽ suy ra được sự thuộc của lực F này vào cái điện tích quy. Ở đây thầy nói quy nhưng nó là Q1 hoặc là Q2 hoặc là cả hai. Cái nghiên cứu cụ thể như nào thầy nói xong, được chưa? Và khi nghiên cứu F phụ thuộc vào quy thì chúng ta phải cố định cái khoảng cách thì chúng ta mới nghiên cứu được. Trường thứ hai là thầy sẽ thay đổi R, tức là thay đổi khoảng cách giữa hai cái này và thầy sẽ tìm được cái sự phụ thuộc của cái lực này vào khoảng cách R. Và trường thứ ba là sẽ nghiên cứu cái sự phụ thuộc của F vào cái sự thay đổi của môi trường. Vì các nghiên cứu đầu tiên thì thực hiện trong môi trường chân không hay là không khí, sau đó thì bắt đầu thực hiện trong các môi trường khác như là nước, vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ tìm được các cái mối liên hệ. Thì thầy lưu ý như này này, trong bài này á, các em sẽ thấy thầy chỉ giải quyết duy nhất một cái nội dung, đó là cái định luật Coulomb. Mà nếu các thầy cô khác khi dạy các em thì là đưa cái biểu thức nó lên bảng, xong rồi dạy các em cách thay số vào và các em sẽ biết cách tính toán. Nhưng các em không hiểu một chút nào cái định luật đó được suy ra như thế nào. Mà nếu không hiểu được cái sự suy ra của định luật thì đầu óc của em không thể thông minh được, không thể khôn được. Bởi vì thầy đã nói ở Việt Nam hiện bây giờ đang bị sử dụng một cái phương pháp cực kỳ là sai lầm, đó là dạy học theo cái kiểu là huấn luyện kiểu như là động vật ấy, tức là cứ đưa cái bài toán này thì chỉ cách giải, đưa bài toán kia chỉ ra cách kia, trong khi cái người làm giáo dục ấy thì phải xây dựng được cái quá trình tư duy trong đầu của học sinh. Thì cái bài này cũng là một cái bài để thầy chỉ cho các em cách là cách học thực tế, muốn xây dựng một cái tư duy vật lý thực tế thì phải làm như thế nào. Nhưng thầy chỉ trình bày duy nhất một định luật, một công thức và thầy tách riêng ra, và các em qua cái việc đó sẽ biết được là các nhà khoa học họ làm việc như thế nào và áp dụng nó vào cuộc sống để các em tư duy nó như thế nào. Thế bây giờ vấn đề là như này này, để thực hiện được ba cái nghiên cứu như thế này thì nhà khoa học ấy họ phải xây dựng được một cái thí nghiệm để mà họ có thể đo được các số liệu mà họ cần. Bởi vì khoa học là thực chứng, tức là phải thông qua nghiên cứu thực tế, thông qua các phép đo đạc, chứ còn nếu mà viết vẽ ra thì không phải là khoa học nhé. Thì ở đây Coulomb đã xây dựng cái thí nghiệm của ông ấy như thế nào để thực hiện được một lúc ba cái nghiên cứu này, thì thầy sẽ nói cái thí nghiệm của ông ấy như thế này. Ông ấy đã tạo một cái gọi là cân xoắn Coulomb mà trong sách em có đề cập đấy. Thì cái cân xoắn này đây là cái mô hình của nó lúc đầu và người ta còn lưu trữ lại. Nhưng mà ở đây các em cho thấy có một sợi dây ở đây treo một cái thanh ngang, hai đầu có hai cái quả cầu kim loại để kích điện. Đấy. Thì
Cái mô hình cụ thể thầy vẽ lại nó như thế này này. Đây là cái sợi dây. Đây là một cái thanh ngang rất là nhẹ. Ở đây là có hai cái quả cầu giống hệt nhau về mặt cấu tạo. Ví dụ như nó là hai quả cầu bằng đồng hay là bằng nhôm thì giống hệt nhau về khối lượng, về hình dáng vân vân. Đính vào hai đầu này thì các em biết vì hai quả cầu này giống hệt nhau cho nên khi cái dây treo ở dưới thì nó đứng rất là cân bằng, đúng không? Và nếu thầy tích điện ở đây là Q1, ví dụ như là thầy tích điện là tích điện dương chẳng hạn, thì nó cũng không làm cho hai quả cầu nếu nó lệch khối lượng là bao nhiêu, bởi vì các em biết là việc mà tích điện dương thì tương đương với việc thầy lấy bớt electron đi, và khi lấy bớt electron đi thì mỗi electron nó nặng có 9.1 × 10^31 kg thôi, cho nên khối lượng nó không thay đổi bao nhiêu. Do đó có tích điện dương thì hai quả này là vẫn nặng bằng nhau, và cái cân này, cái này gọi là cái cân, thì nó vẫn thăng bằng. Nhưng mà sự thể sẽ khác. Nếu như quả này thầy tích điện dương chẳng hạn, xong thầy đưa một cái quả cầu này nó tích điện âm, thì hai cái này nó sẽ hút nhau, đúng không? Thì cái âm nó sẽ hút cái dương, và khi hút như thế này thì cái quả cầu này bị hút và nó xoay về phía gần với cái điện tích em đưa vào là Q2 hơn, đúng không? Và nó làm cho cái cân này nó đang ở hướng này, nó xoay như này. Đây, thực tế thì nó như này và nó xoay như này. Và thông qua cái việc xác định cái góc xoay này thì người ta sẽ xác định được là cái moment M. Thì các em học lớp 10 các em biết được cái moment rồi. Và từ cái moment M này người ta xác định được cái lực tương tác giữa hai cái này. Như vậy thì ở đây Coulomb đã đo được Q2, đo được Q1 và ông ấy đã đo được khoảng cách R và ông đo được cái lực F này là khó nhất thông qua cái moment M này. Mà các em không cần hiểu quá sâu đâu, các em cần nắm được phương pháp luận là được. Thì ông ấy sẽ nghiên cứu được sự phụ thuộc của F này vào Q2 hay là vào Q1 hay là vào khoảng cách R. Đấy. Cho nên là thầy sẽ nói đây là cái cấu trúc của thí nghiệm mà Coulomb đã thực hiện. Thế còn cụ thể nó làm sao thì thầy sẽ trình bày sâu vào từng thí nghiệm một nhé. Bây giờ trong thí nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem Coulomb đã làm sao để nghiên cứu được sự phụ thuộc của lực F vào cái điện tích Q. Được chưa? Thì các em biết là hai điện tích thì chúng ta sẽ có Q1, Q2 hay là Q phẩy. Nhưng mà vì chúng nó tương tác và cái lực tác dụng lên nhau là bằng nhau về độ lớn, cho nên là các em hãy khảo sát theo cái Q1 hay cái Q2 là đều như nhau thôi. Thì ở đây là thầy đã cố định cái giá trị của Q1 và R và thầy đã thay đổi là Q2. Chúng ta sẽ có Q21, Q22 và Q2N chẳng hạn, đúng không? Tức là chúng ta cho Q21 tức là cái giá trị đầu tiên là bằng 1 microcoulomb chẳng hạn. Xong đến Q22 chúng ta lại điều chỉnh tiếp là 2 microcoulomb chẳng hạn. Q2N là bằng N microcoulomb chẳng hạn. Và với mỗi một cái giá trị Q này thì chúng ta đo cái lực F. Đấy, Coulomb đã đo được cái lực F này là bằng cái cân sắn Coulomb của ông ấy. Được chưa? Thì chúng ta coi như chúng ta đo được F. Thì với Q2 nó bằng Q21 thì đo được lực là F1. Q22 chúng ta đo được lực là F2 và Q2N chúng ta đo được lực là Fn. Sau đấy thì chúng ta có một cái bảng số liệu như này, nó giống như các em khảo sát hàm số ấy, đúng không? Chúng ta có bảng số liệu như này thì chúng ta có thể vẽ được cái đồ thị. Đây, cái Q2 là cái trục này, trục khoanh. Thầy chỉ vẽ theo độ lớn của Q2 thôi nhé. Thì ở đây thầy có là Q21. Thì cái trục tung này đó chính là lực F, đúng không? Thì các em sẽ có là với Q2 bằng Q21 thì F bằng F1. Đấy, giá trị này đưa xuống. Q2 bằng Q22 đây thì chúng ta sẽ có F bằng F2 ở đây, đúng không? Và chúng ta có từng cái điểm thực nghiệm một. Đấy, điểm thực nghiệm một. Cho đến là Q2N ở đây thì chúng ta có cái lực tương ứng là Fn. Và trong thực tế khi nghiên cứu khoa học ấy thì các nhà khoa học cố gắng để đo càng nhiều điểm thực nghiệm càng tốt, đúng không? Đo là 10 điểm thì hơn là đo 5 điểm, và đo 20 điểm thì tốt hơn là đo 10 điểm. Cố gắng đo rất nhiều điểm. Thì Coulomb sẽ đo được rất là nhiều điểm như thế này, đúng không? Và ở đây mỗi một điểm như vậy thì thầy sẽ biểu diễn bằng một ô vuông. Sau này các em sẽ biết là tại sao nó không phải là hình chấm mà thầy lại vẽ là ô vuông. Sau này các em sẽ biết là bất kỳ một phép đo khoa học nào nó có sai số. Cho nên khi tính toán được sai số ra rồi thì cái điểm đo thì bao giờ người ta phải vẽ, và cái cạnh này nó chính là sai số để đo. Nhưng bây giờ chưa phải lúc các em nghiên cứu cái đó. Lúc nào mà dạy luyện thi chuyên sâu thì thầy hoặc là các thầy sẽ dạy cho các em nhé. Thì tóm lại đây là các điểm mà đo thực tế. Thế thì sau khi đã tìm được các cái điểm thực nghiệm mà vẽ lên đây rồi thì các nhà khoa học họ làm gì? Họ sẽ nhìn các cái điểm này xem là nó phân bố theo quy luật nào, theo cái hàm số kiểu gì. Thì thầy ví dụ như là nhìn vào các điểm này thì nếu các em là người đo, các em có thể dùng cái thước đặt vào đây và thấy ngay, ố, nó là đường thẳng, đúng không? Nó có thể lệch một chút là đường thẳng. Và có thể lấy thước kẻ luôn cái đường thẳng này lên, đúng không? Như vậy thì cái quy luật này nó sẽ là cái quy luật bậc nhất. Nhưng cái đường thẳng này mà nếu mình cắt thì mình thấy hình như nó đi qua góc tọa độ, đúng không? Sau nhiều lần đo thế nó đều đi qua góc tọa độ. Do đó cái đường này là đường bậc nhất, nhưng mà cái hệ số B nó bằng 0, tức là cái hằng số B phía sau ấy. Có nghĩa là cái lực F này nó sẽ tỷ lệ với lại Q2. Và đúng không? Bạn nào học toán đều có thể suy ra điều này. Mà khi F mà tỷ lệ với Q2 thì các em thấy đấy,
Khi tương tác thì có Q1, Q2. Mà thầy đang nghiên cứu khi Q2 thay đổi, nó được quy luật bậc nhất. Thì Q1 thay đổi nó cũng sẽ được quy luật bậc nhất. Bởi vì vai trò của Q1, Q2 là như nhau, đúng không? Cho nên chúng ta cũng có thể từ cái trên chúng ta thấy được này là F là nó sẽ tỷ lệ với Q1. Mà khi F tỷ lệ với Q2, F tỷ lệ với Q1, thì đương nhiên F là phải tỷ lệ với Q1 nhân Q2. Và cái phần này nó hoàn toàn suy luận bằng toán thôi, không cần phải đo. Phép đo em chỉ cần khảo sát theo một cái Q thôi nhé. Và khi đã rút ra được Q1, Q2 nhân với nhau được tỷ lệ với F, thì chúng ta sẽ có thể đọc luôn là F nó sẽ bằng C1 nhân với Q1, Q2. Trong đó C1 là một hệ số dương. Đó là hệ số. Thực tế một khi thầy đã biết là Q1 biết Q2 và thầy đã đo được F thì C1 nó sẽ bằng F chia cho Q1, Q2. Như vậy C1 ta đo được bằng thực nghiệm, đúng không? Và khi công bố công trình khoa học này thì chắc chắn là người ta sẽ đưa cái giá trị C1 ra. Được chưa nào? Thì đây có thể coi đây là cái nghiên cứu số 1. Và từ cái nghiên cứu này chúng ta rút được cái kết quả cực kỳ quan trọng nhé. Đó là lực tương tác giữa hai điện tích điểm thì tỷ lệ với tích độ lớn của hai điện tích đó. Và đây là cái kết luận số 1 thầy đóng khung lại để màu vàng. Và ở đây thầy trình bày cho các em nghe trong vòng 3-4 phút thôi. Nhưng các em phải hiểu những cái thí nghiệm kiểu như này trong lịch sử người ta phải thực hiện hàng năm, vài năm trời. Mà để hình thành những cái tư duy thực nghiệm kiểu như này nó phải hàng ngàn năm. Cho nên cái mà chúng ta tiếp thu bây giờ trong mấy phút đó là hàng ngàn năm cống hiến của các nhà khoa học. Không hề đơn giản. Nhớ chưa? Thì đây là một cái kết quả này. Và kết quả này cho chúng ta biết sự phụ thuộc của lực vào độ lớn của các điện tích. Chúng ta biết được cái quy luật phụ thuộc của lực tương tác Coulomb vào độ lớn của các điện tích. Đấy là nghiên cứu thứ nhất. Thế bây giờ thì sau cái nghiên cứu đầu tiên thì nhà vật lý học mà ở đây là Coulomb đã phát hiện ra cái quy luật sự phụ thuộc của lực tương tác vào độ lớn điện tích. Thì bắt đầu xuất hiện một câu hỏi tiếp theo là vậy bây giờ cái khoảng cách giữa Q1, Q2 đó thì nó thay đổi. Chúng ta cảm nhận được là khi càng gần thì lực càng mạnh, mà ra xa thì lực càng yếu. Nhưng cuối cùng cái quy luật phụ thuộc thực sự của nó là quy luật gì? Người ta sẽ đặt cái câu hỏi đó. Thì cũng làm nghiên cứu thôi bằng cách nào. Bây giờ muốn thay đổi R để cố định Q1, Q2, tức là cho Q1, Q2 một giá trị cụ thể. Tức là trong cái thí nghiệm đó các em phải cho Q1 là bằng 3 Coulomb, Q2 bằng 5 Coulomb cố định không thay đổi. Và bây giờ chỉ thay đổi khoảng cách. Và khi thay đổi khoảng cách các em sẽ đo được cái lực. Thì chúng ta sẽ có cái bảng số liệu câu 2 là đây là R là khoảng cách giữa hai điểm tích điểm, F là cái lực tương tác. Thì khi R bằng R1 thì đo được cái lực của F1. Ví dụ như R1 là bằng 1mm thì F1 đo được là bằng 1 micro Newton chẳng hạn. R2 là bằng 3mm thì F2 đo được bằng 9 micro Coulomb chẳng hạn. Và phải sử dụng thiết bị để đo đạc nhé. Sử dụng các cái cần sắm rất là tinh vi để đo được cái F vì F nó rất nhỏ. Đấy. Thì sau khi đo được rồi thì chúng ta cũng vẽ nó lên cái đồ thị thôi. Các nhà khoa học buộc phải vẽ đồ thị. Trong tất cả các công trình nghiên cứu thì người ta đều phải vẽ thành đồ thị. Và đồ thị là cái tài sản quý giá nhất trong các cái bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế. Thầy Nam cũng có nhiều bài công bố như vậy. Nhá, lúc nào có thì giờ thầy sẽ show ra cho các em thấy cái kết quả mà thầy đã trình bày trên các tạp chí quốc tế như thế nào. Chúng sẽ có các đồ thị. Thì đây là cái đồ thị cho thấy như này này. Trục này là F và trục này là khoảng cách giữa hai điện tích điểm là R, đúng không? Thì với cái Q1, Q2 á, cố định ấy, thì người ta thấy là với R bằng R1 nhỏ này thì F1 là rất lớn. Sau đấy thì lại thấy R bằng R2 này, F2 là gì? Cũng lớn nhưng nhỏ hơn gì? F1, đúng không? R bằng R3 thì F3 này. Và cứ như vậy cho đến R bằng RN thì F là nhỏ nhất. Có nghĩa là R càng thấp thì F càng nhỏ. Và đây là cái bảng số liệu thử nghiệm đo đạc đàng hoàng, được chưa? Và khi đo như này rồi thì bắt đầu nhà khoa học cũng làm một cái việc mà lúc nãy thầy vừa nói đấy. Họ bắt đầu sẽ nhìn cái này xem là cái quy luật ở đây là quy luật gì theo cái hàm toán học này. Thì người ta bắt đầu vẽ thử dựa vào cái hiểu biết về toán học, người ta vẽ thử thì người ta thấy là có cái đường cong như thế này, đường cong kiểu này thì nó sẽ đi qua tất cả các điểm thực nghiệm. Và cái đường kiểu này thì các em biết rồi, nó là đường kiểu 1/r mũ n, nó có thể là 1/r, nó có thể là 1/r bình phương, 1/r lập phương, 1/r mũ 4, vân vân. Thế thì nó chỉ khác như thế này. Nếu mà cái đường 1/r nó như thế này, nó xoắn như thế này thì cái đường 1/r bình phương nó sẽ dốc hơn, và cái đường 1/r mũ 3 nó sẽ dốc hơn nữa. Các em biết đây là các đường Pitagor mà nó tiệm cận với trục chung của trục hoành. Và sau khi các nhà khoa học người ta thử thì người ta thấy là cái đường phù hợp nhất với các điểm đo này đó là đường 1/r bình phương. Nhớ chưa? Thông qua thực nghiệm không đoán mò đâu nhé. Thì mới rút ra được một cái quy luật là F nó sẽ tỷ lệ với 1/r bình phương. Đấy. Và từ cái kết luận vô cùng quan trọng này thì đã rút ra được một cái kết luận số 2, có thể coi là một cái nội dung thực nghiệm số 2 là F nó sẽ bằng C2 nhân 1/r bình phương.
đúng không? Nhớ nhá, cái lúc đấy là gì? Là F thì nó sẽ bằng là C1 nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q2. Đó là cái quy luật thứ nhất, suy ra từ cái nghiên cứu thứ nhất. Còn F bằng C2 nhân với 1 trên R bình thường thì nó là quy luật số 2, quy luật phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điểm tích điểm và được suy ra từ kinh nghiệm số 2, được chưa? Đấy. Thì hai cái này là rất quan trọng. Thế bây giờ vấn đề là phải phối hợp hai cái này lại, thì phối hợp như thế nào? Thì thầy sẽ trình bày tiếp và các em thấy sau khi có hai cái kết quả rất quan trọng thì Coulomb đã suy ra được định luật Coulomb tổng quát như thế nào, là từ F bằng C1 Q1 Q2 rồi phối hợp với F bằng C2 trên R bình phương, thì cuối cùng chắc chắn là F có tỷ lệ với Q1 Q2 và tỷ lệ nghịch với trên R bình phương, cho nên cái biểu thức F nó sẽ bằng C Q1 Q2 trên R bình phương. Thế thì ở đây cái hằng số C này xác định như nào? Rất dễ thôi, các em tưởng tượng nhé. Thầy đo được F, thầy biết Q1, Q2, thầy biết R bình phương. Thầy biết R thì thầy bình phương nó lên thôi. Thì thầy sẽ có C nó bằng F nhân R bình phương trên Q1, Q2. Và thầy có thể đo được C này trong từng trường hợp một. Thì đầu tiên thầy sẽ tiến hành đo C ở trong môi trường chân không xem. Thì thầy thấy như này. Ở trong chân không ấy, thì C nó sẽ bằng được giá trị là 9 x 10^-9 Newton mét bình phương lên Coulomb bình phương. Tại sao? Tại bằng cái đơn vị lạ lùng như này, bởi vì C bằng F nhân R bình phương trên Q1, Q2. Thì đương nhiên là đơn vị của C phải bằng là F Newton mét bình phương Coulomb bình phương, đúng không? Và trong trường hợp là của chân không nó có giá trị là 9 x 10^-9 thì cái C này nó bằng một cái ký hiệu là K và gọi là hằng số điện. Và cái hằng số điện này nó có giá trị này là hằng số rồi, em phải nhớ, được chưa? Còn trong đề thi mà có thể người ta sẽ cho con số này. Thế còn trong các môi trường khác thì sao? Ví dụ như thầy cho nó tương tác ở trong môi trường dầu, trong môi trường nước, vân vân, thì cái hệ số C này nó bị thay đổi đi, cũng F đấy, cũng R đấy, cũng Q1, Q2 đấy, thì F bị thay đổi, thì người ta mới rút ra được cái quy luật là với các môi trường khác thì C nó sẽ bằng K chia cho epsilon, được chưa? Với K là 9 x 10^-9 Newton mét bình phương Coulomb bình phương, là K là hệ số C của môi trường chân không, nhưng với các môi trường khác thì bao giờ nó bị giảm đi epsilon lần, với epsilon lớn hơn 1 thì gọi là hằng số điện 1, được chưa nào? Và môi trường nào cũng có epsilon. Và lúc bây giờ thì vì C là bằng K trên epsilon thì chúng ta rút ra được cái công thức tổng quát là F bằng K Q1 Q2 thì epsilon R bình phương với K bằng 9 x 10^-9. Và đây nó chính là công thức của định luật Coulomb tổng quát. Và đây chính là cái công thức mà thầy đã nói ngay từ lúc đầu là nếu các thầy cô khác dạy thì đưa nó lên bảng và nói cho em cái này là cái gì. Xong đấy thì cho các em làm bài tập. Và thầy nói cách dạy đó là cách dạy chó ghép dê, cách dạy kiểu như huấn luyện các động vật, dạy người là phải làm sao để build được, để xây dựng được cái phương thức tư duy, phải làm cho tư duy khoa học của các em trưởng thành lên thì các em mới giỏi được nhé, lâu dài nó mới có tác dụng. Cho nên thầy cũng mất rất nhiều thời giờ để dẫn các em đến đây, mà thầy là dân làm khoa học lâu năm rồi, thầy là người được đào tạo rất chuẩn và làm khoa học với những kinh nghiệm lớn rồi, thầy mới nói cho các em biết là thực tế thì khoa học vật lý ra được thực hiện như thế nào, để xây dựng với công thức, với hình thức đơn giản như này thì chúng ta mất bao nhiêu thời gian để có thể xây dựng được nó, được chưa? Đây là cái phần lý thuyết là như vậy. Và khi các em tính toán thì các em biết K rồi, Q1, Q2 biết thì phải biết nó ở môi trường nào, cái epsilon bằng bao nhiêu, thì lúc bây giờ thay vào sẽ tính thôi. Thì phần ứng dụng thầy nghĩ là rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái ví dụ đơn giản là tính lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử hydro. Hydro H11 tức là hạt nhân nó chỉ có một proton thôi, không có neutron. Biết electron chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính R 0.53 × 10^-10 mét. Cho E bằng 1.6 × 10^-19 Coulomb và K bằng 9 × 10^-19 Newton mét bình phương lên Coulomb bình phương, đúng không? Thì cái bài này đã cho hai điện tích điểm rồi, cho độ lớn của từng điện tích rồi, cho khoảng cách giữa chúng rồi. Và các em chỉ việc vận dụng cái công thức của định luật Coulomb là tính thôi. Nhưng mà thầy sẽ trình bày kỹ nữa. Đây là cái hình mô tả cái nguyên tử hydro. Hạt nhân ở giữa điện tích dương, electron chuyển động xung quanh điện tích âm, đúng không? Thì điện tích của hạt nhân trong trường hợp nguyên tử hydro là dương E, còn của electron là âm E, được chưa? Và ở đây thì nó trái dấu cho nên là nó sẽ hút nhau với cái lực của F0. Đây là F0, ở đây chỉ F0 nhưng mà độ lớn sẽ là F0. Thế thì các em vận dụng định luật Coulomb là F bằng K Q1 Q2 trên R bình phương, thì các em biết là Q1 bằng dương E, Q2 bằng âm E, các em lấy trị tuyệt đối, các em sẽ có là bằng K E bình phương trên R không bình phương, được chưa? Và thay số vào K biết rồi, R không E thì chúng ta sẽ có là K bằng 9 x 10^-9, đúng không? E bằng 1.6 × 10^-19 bình phương, được chưa? Ở dưới R0 là 0.53 × 10^-10 là cũng bình phương nữa. Thì bấm máy tính cái này thì ra ngay được con số là 8.2 × 10^-8 Newton, đúng không? Hay là 82 × 10^-9 Newton, hay là 82 nano Newton. Nhưng mà thầy cứ viết mũ này để cho nó dễ, các em quen dần đi. Đấy. Thì các em sẽ tính
Ở đây thuần túy chỉ là em cho các quy một, quy hai, em thay đi khoảng cách nhỏ nữa và thay đổi định lực Coulomb mà tính. Nhớ, ở đây hoàn toàn không đề cập gì đến môi trường, nhưng ở cấp độ nguyên tử rồi thì môi trường bên trong nó buộc phải là trên không. Đương nhiên cái epsilon ở chỗ này là bằng một, thế nên em đừng có phân vân là sao thế lại không cho epsilon bằng mấy mà sao không tính được. Nhớ chưa nào? Ở phần cuối cùng của bài này, thầy sẽ so sánh cái định luật Coulomb với một cái định luật mà rất nổi tiếng mà các em đã biết, đó là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, cho biết cái lực tương tác giữa hai cái vật có khối lượng thì nó như thế nào. Thì cái định luật Coulomb cho biết là F bằng K Q1 Q2 trên epsilon R bình phương. Nhưng mà thầy xét trong môi trường chân không thì epsilon nó bằng 1, đúng không? Và K bằng 9 nhân 10 9 Newton F bình phương Coulomb bình phương. Thì K này gọi là hằng số điện, đúng không? Thì các em sẽ thấy này, ở đây là độ lớn của lực tương tác. Thế còn thực tế thì nếu mà hai điện tích cùng dấu thì sẽ đẩy nhau, và trái dấu thì sẽ hút nhau. Bởi vì là điện tích thì nó có dương, có âm. Nhưng mà trong trường khối lượng thì nó sẽ không có dương, có âm, cho nên là nó sẽ không có sự tuyệt đối. Thì cái định luật hấp dẫn của Newton em biết là biểu thức là F sẽ bằng G, M1, M2, M1. Ở đây em không thấy epsilon bởi vì tương tác này là cũng trong môi trường chân không. Vũ trụ thì cơ bản là chân không rồi, đúng không? Các cái hành tinh chuyển động trong môi trường đó. Vũ trụ bao là trống rộng là chính. Thế còn G ở đây là cũng là một hằng số, nhưng tên của nó là hằng số hấp dẫn và độ lớn là bằng 6.67 × 10^-11 Newton mét bình phương lên kg bình phương. Ở bên này là Newton mét bình phương lên Coulomb bình phương, bởi vì đây là tương tác giữa hai điện tích cho nên là Coulomb là đơn vị của điện tích bình phương. Và bên này kg bình phương bởi vì đây là tương tác của hai khối lượng cho nên là đơn vị của khối lượng là kg, nên ở đây sẽ là kg bình phương. Được chưa nào? Như vậy thì nhìn vào đây các em thấy hai cái định luật này nó đồng dạng về mặt toán học. Đồng dạng về mặt toán học. Thì nếu em tưởng tượng một chút, các em sẽ thấy là như này. Ở trong không gian vô tận á thì nó có rất nhiều cái kiểu như hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng mà hệ mặt trời của chúng ta thì sao mà mặt trời ở giữa với các hành tinh chuyển động xung quanh trên các quỹ đạo tròn hoặc là không tròn hoặc là ellipse, thì nó cũng chuyển động như vậy, đúng không? Và nó bị chi phối bởi cái lực vạn vật hấp dẫn của Newton, có cái biểu thức giống như là cái biểu thức của định luật Coulomb. Thì định luật Coulomb lại chi phối chuyển động của các electron xung quanh hạt nhân, và hạt nhân là điện tích dương và các electron chuyển động tròn đều, đúng không? Tròn đều nó chỉ là mô hình cho học sinh phổ thông thôi, chứ trong thực tế chuyển động của electron có cái quỹ đạo với cái hình dáng rất là khác nhau. Đấy. Như vậy thì các em có cảm giác là hình như cái thế giới vi mô và thế giới vi mô thì nó lặp lại cái mô hình, có đúng không? Mà cái sự lặp lại đó thì liên quan đến cái sự lặp lại về lực, tức là cái hình thức của lực Coulomb và hình thức của lực vạn vật hấp dẫn là nó giống nhau. Thì điều đấy là một cái liên tưởng rất là thú vị, và nó cho chúng ta thấy là tự nhiên có vẻ như nó được chi phối bởi một số cái quy luật có cái tính phổ quát nhé. Thì đây là một cái câu chuyện rất thú vị mà có một cái thời gian nào đấy thầy sẽ nói chuyện thêm với các em về cái chuyện này. Còn cái bài về định luật Coulomb thầy tách riêng ra một cái video rất ngắn để cho các em tập trung vào đó.